Bây giờ tôi hướng dẫn các bạn tạo độ sinh động hơn cho những căn phòng này. Tất cả chúng ta tạo chiều sâu. Muốn làm được điều này, các bạn đứng trên layer trên cùng, tạo một layer mới hoàn toàn và chúng ta zoom gần căn phòng lại. Tôi dùng công cụ chọn, chọn để tác động mỗi các căn phòng một thôi. Nhấn shift thẳng kéo xuống và tiếp tục. Với căn phòng đầu tiên, tôi chọn màu trên trắng, màu dưới đen. Và các bạn nhấn chặt chuột trái hoặc chuột phải vào công cụ rửa sơn, chúng ta chọn Gaian G. Và kiểu chọn chúng ta chọn từ trắng qua đen. Và chọn kiểu thứ hai, dạng cầu. Tôi kéo phần giữa căn phòng hoặc vị trí này. Kéo hết sức nhẹ nhàng thôi. Hoặc chúng ta sẽ kéo lan ra. Sau đó chúng ta chọn cho đối tượng này thì chọn xoát lại. Thì các bạn thấy rằng đối tượng này ở trên chúng ta đã hòa trộn phần bên dưới. Và căn phòng chúng ta trông có sáng có tối, trông có chiều sâu. Tôi có thể kéo lại. Ví dụ tôi để thế này. Nếu muốn, tôi có thể nhấn Ctrl D. Và đối tượng này, tôi Ctrl Z một lần nữa. Trông đậm hơn. Và chúng ta có thể giảm các đối tượng này. Opacity nhẹ hơn. Sao cho hợp lý. Và tương tự, tôi chọn hai layer này. Các bạn Ctrl E. Mặc lại. Xin lỗi, chúng ta cần chuyển sang lại. Tôi nghĩ layer này, tạo layer mới tiếp. Chúng ta tiếp tục làm cho căn phòng bên ngoài. Tôi dùng công cụ này chọn thân nhanh. Và cũng dùng Gaian. Và tôi cũng dùng chiều đó mà thôi. Có thể tôi kéo ngắn hơn một chút. Và chúng ta cũng sót lại. Enter. Nếu muốn tôi tiếp tục cần chuẩn gì. Và hai căn phòng này chúng ta làm một lượt. Các bạn lưu ý chúng ta luôn tạo layer mới. Tôi tiếp tục về Gaia. Chúng ta tạm thời chọn một phòng một thôi. Các bạn nhấn G lên bàn phím và tiếp tục kéo. Và tôi tiếp tục hòa trộn. Và nhấn Ctrl G tiếp. Tôi nhấn Ctrl D bỏ chọn. Tạo layer mới và làm phòng tiếp theo. Rồi, tiếp tục kéo. Và tiếp tục hòa trộn được nào. Ctrl G. Các bạn Enter. Ctrl D. Nhấn Ctrl G. Bây giờ chúng ta quan sát từ xa. Thấy các phòng của chúng ta tương đối hợp lý. Có thể các bạn tăng giảm phần YST này sao cho hợp lý nhất theo ý kiến của các bạn. Các bạn thể nhấn V chọn vào từng vùng và tăng giảm. Ok. Bây giờ tôi muốn hai phòng này màu sắc hơn một chút nữa. Tôi làm như sau. Tôi chọn đối tượng này. Tôi kéo lần lượt cả hai phòng làm cho nhanh. Bây giờ tôi vẫn chọn công cụ Gradient, nhưng màu của chúng ta bây giờ không phải là màu trắng nữa. Tôi muốn màu cam. Ok. Và kiểu tôi kéo chúng ta sẽ chọn dạng này. Có thể các bạn kéo từ dưới lên hoặc từ trên xuống. Thì đối tượng chúng ta sẽ có màu khác đi. Nhưng trước khi kéo, tôi cần chân Z lại. Tôi khuyên các bạn nên đứng ở layer trên cùng và tạo layer mới. Các bạn giữ Shift kéo xuống. Và chúng ta hòa trộn. Sort line, Enter, Ctrl D bỏ chọn. Và chúng ta tăng giảm phần YST sao cho hợp lý nhất. Để phòng chúng ta trông vàng hơn, ấm hơn nhiều. Các bạn Enter. Tôi zoom xa ra. Ở video tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện những thành phần cuối cùng của cảnh cắt ghép này.